Viện nghiên cứu Hán Nôm mất 25 cuốn sách cổ là kho báu văn hiến quốc gia, trong đó thì có 4 quyển là của Lê Quý Đôn. Ngoài mất 4 cuốn trong toàn Việt thị lục của nhà bác học Lê Quý Đôn thì chúng ta còn mất 2 cuốn dư địa chí. Trong đó thì có một cuốn có thể là ghi chép về bản đồ cổ và cương vực biển đảo, chủ quyền lãnh thổ của nước ta. Tối ngày 20 tháng 12 thì tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, phó trưởng phòng văn bản học, Viện nghiên cứu Hán Nôm cho biết 25 cuốn sách cổ đã bị mất trong viện. Ông Diện đánh giá là 25 cuốn sách cổ bị mất lần này là những cuốn cực kỳ quan trọng của văn hiến dân tộc. Ông Diện cũng cho biết thêm là kho sách mà Viện nghiên cứu Hán Nôm được nhà nước giao quản lý tài sản quốc gia là rất là quý giá. Bởi sự quý giá này mà kho sách cổ chỉ được giao chìa khóa cho một người và chỉ có viện trưởng có quyền cho phép đưa sách cổ ra khỏi kho hoặc là cho phép ai tiếp xúc trực tiếp với cách bán sách cổ tại phòng đọc này.